để tình trạng một quốc gia, hai chế độ, luật pháp khác nhau, lỗi tại ai? Sau 3 tháng bị khởi tố vào ngày 15 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 1 đưa tin Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên lịch xét xử Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố nữ người mẫu Ngọc Trinh với tội danh gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 2 do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lên lịch xét xử Ngọc Trinh vì tội gây rối trật tự công cộng. Viện Kiểm sát xác định Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là đã ăn năn hối cải và thành thật khai báo. Nhưng Ngọc Trinh cũng có tình tiết nặng, đó là phạm tội nhiều lần. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là một nhân vật nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng trong giới showbiz tại Việt Nam. Không ít người đã thắc mắc vì sao Ngọc Trinh lại bị truy tố đến mức hình phạt cao nhất có thể là 7 năm tù hoặc nhẹ nhất cũng phải là 2 năm tù đến như vậy. Công luận so sánh với một số vụ án gần đây và nhận thấy có sự bất công trong những vụ án bất thường. Ví dụ như vụ án cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh lái xe gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận. Vậy mà tại phiên án xét xử sơ thẩm lần thứ 2, ngày 5 tháng 12 năm 2023, cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh chỉ bị tòa án quân sự quân khu 2 và quân khu 5 tuyên phạt 14 tháng tù và phải bồi thường 245 triệu đồng với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây chết người. Theo kết luận của hội đồng xét xử, ông Hoàng Văn Minh có lỗi 80%, nữ sinh bị tử vong có lỗi 20% do không có bằng lái xe, không làm chủ được tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dụng. Bản án vừa kể trên đã gây bức xúc trong công luận vì sự bất công khi thiếu tá Hoàng Văn Minh lái xe gây tai nạn chết người nhưng chỉ bị phạt có 14 tháng tù mà thôi. Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rằng lái xe nghe điện thoại lúc gây tai nạn xuống xe vẫn nghe điện thoại, chưa kể các hành vi như nhờ người nhận tội thay, cố tình thay đổi kết quả xét nghiệm máu v.v. từng ấy tội mà chỉ bị phạt có 14 tháng tù. Hay mới nhất, trong phiên tòa xét xử vụ án Việt Á, có 38 bị cáo, ông Trung Ngọc Anh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Chủ tịch Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ bị truy tố với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Gây thất thoát của nhà nước 18,9 tỷ đồng, nhưng ông Trung Ngọc Anh chỉ bị tuyên án có 3 năm tù, rất là nhẹ. Đó là chưa kể đến việc ông Trung Ngọc Anh đã nhận quà biếu tới 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt. Vậy mà ông không bị truy tố về tội nhận hối lộ trong đại án này. Cô người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố bắt giam do gây rối trật tự công cộng trên mạng. Trong khi đó, theo quy định tham nhũng 1 tỷ đồng trở lên hay gây thiệt hại cho nhà nước lớn hơn 5 tỷ đồng sẽ bị chịu hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hay tử hình. Tội của ông Trung Ngọc Anh phải nằm trong khung hình phạt này mới đúng luật. Một vụ việc khác từng xôn xao dư luận, đó là công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tha bổng cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11 kg chất cấm, đó là ma túy. Còn Ngọc Trinh chỉ vì chạy xe mô tô mà lại bị truy tố khung hình phạt rất nặng từ 2 đến 7 năm tù. Rõ ràng những so sánh kể trên đã cho thấy có tiêu chuẩn kép trong việc áp dụng các điều luật của Bộ luật hình sự và hoàn toàn thiếu vắng sự công minh. Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, việc điều tra xét xử các vụ án nếu áp dụng tiêu chuẩn kép thì có nghĩa là hai vụ việc giống nhau nhưng được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rất rõ ràng như sau: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật có nghĩa là nhà nước phải đảm bảo tất cả mọi người đều có vị thế ngang nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử, được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực và đời sống xã hội trong việc hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ. Ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đứng trước tòa. Luật pháp Việt Nam thì lại luôn khẳng định
con người sinh ra có thể khác nhau về nhiều mặt, về cả địa vị xã hội, nhưng đó không phải là căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc chịu trách nhiệm pháp lý. Theo giới quan sát, tiêu chuẩn kép được áp dụng trong xét xử các vụ án tham nhũng của quan chức và cựu quan chức hay những thành phần có tiền để chạy án thì được áp dụng mức án nhẹ hơn theo luật định. Đây là điều đã xảy ra rất lâu tại Việt Nam và hiện nay dường như nó ngày một thêm trầm trọng. Phải chăng ở Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại song song hai hệ thống áp dụng luật pháp khác nhau trên cùng một nền tảng pháp lý giống nhau? Công luận đặt câu hỏi để tình trạng một quốc gia, hai chế độ áp dụng luật pháp khác nhau như vậy, lỗi tại ai đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin để tình trạng một quốc gia, hai chế độ luật pháp khác nhau, lỗi tại ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chưa thấm đòn Cát Linh, Hà Đông, Hà Nội lại bắt tay với Trung Quốc để mà kiếm trác. Trong những năm vừa qua, các tập đoàn Trung Quốc tham gia rất nhiều những dự án hạ tầng tại Việt Nam. Điển hình là dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông, một hạng mục đầy tai tiếng. Đã có rất nhiều nghi vấn về số tiền phần trăm lại quả từ nhà thầu của Trung Quốc. Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh từng khẳng định, nhà thầu Trung Quốc sẵn sàng lại quả cho đối tác Việt Nam từ 25-30% tổng giá trị dự án, thậm chí họ trả lại quả bằng tiền mặt. Hà Nội tập trung xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5. Được biết, các cán bộ quản lý phía Việt Nam liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phần lớn đều há miệng mắc quai. Đó là lý do vì sao dự án này đã bị trì hoãn nhiều lần, được đánh giá là biểu hiện trễ hẹn và đội vốn qua năm đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và với thời gian xây dựng lên tới hơn 10 năm và đội vốn từ 552 triệu đô la ban đầu tăng lên đến 868 triệu đô la. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Hà Nội đã bắt tay với Trung Quốc xây tuyến metro Văn Cao - Hỏa Lạc. Tờ báo Lao động vào ngày 18 tháng 1 đưa tin với tiêu đề Hà Nội tập trung xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5. Bản tin cho biết vào ngày 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn của thành phố. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Theo bản ghi nhớ này, các bên liên quan đã thống nhất hợp tác tập trung vào hai dự án xây cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km bắt đầu từ nút giao thông Nghi Tàm đến nút giao thông Vành Đai 3 thuộc cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cầu Tứ Liên với quy mô chiều dài 2,9 km, trong đó cầu chính dài 1 km quy mô cắt ngang theo quy hoạch, đảm bảo 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ. Dự án cầu Tứ Liên tổng mức đầu tư ước khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Giao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc quy mô tiêu chuẩn đường đôi đệm khí hóa với chiều dài 38 km, gồm 6,5 km ngầm, 2 km đi cao và 29 km trên mặt đất. Có 21 nhà ga và 2 khu depot với tổng mức đầu tư ước chừng 65.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là báo Nhân dân vào ngày 23 tháng 4 năm 2023 đưa tin về cuộc gặp được gọi là chào xã giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba với lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ Hà Nội mong muốn phía Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông - Xuân Mai dựa trên kinh nghiệm từ dự án Cát Linh - Hà Đông. Phát biểu này của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã khiến cho công luận hết sức lo ngại rằng hai dự án xây cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5 tuyến metro số 5 sẽ đi theo vết xe đổ của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước đây. Và Việt Nam lại tiếp tục rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc ngày một nhiều hơn và khó mà thoát ra cho được. Theo Facebook, Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Đại học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong một sáng thút đưa ra đánh giá mang tính cảnh báo
rất đáng quan tâm như sau. Trung Quốc sẽ điểm huyệt Hà Nội. Thứ nhất là tại sao hai dự án lớn là cầu Tứ Liên và đường sắt metro Văn Cao Hỏa Lạc là vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam chưa duyệt, chưa đấu thầu mà báo công an đã bô là Trung Quốc sẽ làm. Thứ hai, xem bản đồ ta thấy rằng sau này chắc chắn sẽ nối Văn Cao sang cầu Tứ Liên bằng cầu vượt Hồ Tây, và Hồ Tây là trung tâm Hà Nội, phong thủy của nó là Yết Hầu. Để Trung Quốc điểm huyệt Hồ Tây như vậy là chuyện cần tính về an ninh xã tắc, chứ không phải là chuyện nhỏ nữa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cũng xin được nhắc lại, tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc thiết kế vào năm 2008, bắt đầu khởi công năm 2011, nhiều lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày hoạt động thương mại. Đến giữa năm 2021, Bộ Tài chính Việt Nam phải ứng tiền từ quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong nghị định ký với Trung Quốc. Được biết, theo báo cáo, kết quả kinh doanh của dự án này đã thua lỗ 160 tỷ đồng trong năm đầu tiên khi bắt đầu hoạt động. Phản ứng của dư luận xã hội về các dự án đầu tư mới liên quan đến Trung Quốc đa phần để mong muốn lãnh đạo Việt Nam cần có trách nhiệm khi ký kết hợp đồng và cần giám sát chặt chẽ khi triển khai dự án này. Cần đảm bảo sự minh bạch, chặt chẽ, chất lượng và đúng thời hạn, không để đội vốn. Đặc biệt phải rút kinh nghiệm về bài học đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước đây mà dư luận cho rằng lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chưa thấm đòn Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội đã bắt tay với Trung Quốc để kiếm trác chẳng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.